luôn luôn an lành, giảm sự lo lắng và luôn luôn hạnh phúc bên người ta.
Trường Quay cũng là ủng hộ tinh thần cho Thái Ngọc Hà rất là lớn. Và một lần nữa, Thái Ngọc Hà rất là cảm động những bông hoa, những bài thơ mà chị rời các anh các chị tặng cho Thái Ngọc Hà. Một lần nữa, Thái Ngọc Hà xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.